Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết, năm 2023, Trung Quốc đã xuất khẩu tổng cộng 4,91 triệu xe ô tô và dự kiến trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu ô tô của nước này ước đạt 101,6 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái. Đây là con số kỷ lục. Ô tô Trung Quốc hiện có mặt ở hơn 200 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Xuất khẩu ô tô đóng góp trực tiếp 1,2% tổng xuất khẩu của Trung Quốc. Việc chủ động được nguồn cung linh kiện phụ tùng được cho là lý do quan trọng khiến ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc có sự vươn lên mạnh mẽ. Indonesia cần nhập khẩu 500.000 tấn gạo trong quý 1 năm 2024 để đáp ứng nhu cầu trong nước và tăng dự trữ quốc gia, thông tin được đưa ra bởi cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia. Theo cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia, gạo trắng được yêu cầu giao hàng vào tháng 2 và tháng 3 với thời hạn chào hàng là ngày 29 tháng 1. Nguồn gốc được chấp nhận là Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc. Indonesia đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy sản xuất lương thực trong bối cảnh nguồn cung trong nước bị thiếu hụt do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan Enino. Chính phủ đã đặt ra hạn ngạch nhập khẩu gạo của Indonesia vào năm 2024 là 2 triệu tấn trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ hiện mở rộng cuồng điều tra về đợt bùng phát vi khuẩn salmonella ở nhiều bang của nước này cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm khuẩn gia tăng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ yêu cầu người dân vứt bỏ tất cả các gói thịt sông khói charcuterie hiệu Antipasto Grand mua từ siêu thị Costco và các sản phẩm tương tự hiệu charcuterie sampler mua tại cửa hàng Sam Club thuộc Walmart. Khuyến cáo trên được đưa ra trong bối cảnh Nhà chức trách Mỹ hồi đầu tháng này đã ra lệnh thu hồi một lô sản phẩm charcuterie sampler. Theo CDC Mỹ, tính đến ngày 18 tháng 1 có 47 trường hợp nhiễm khuẩn Salmonella được ghi nhận tại 22 bang. Trong số này, bang Ohio có số ca nhiễm khuẩn bệnh Salmonella cao nhất. Đại hội Thể thao Thanh niên Toàn cầu Gangwon 2024 đã chính thức khai mạc tại tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Đây là Thế vận hội Olympic trẻ mùa đông đầu tiên ở châu Á với sự tham gia của hơn 1.800 vận động viên từ 79 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic trẻ mùa đông Gangwon 2024 đã thắp sáng bầu trời đêm tại sân vận động Gangneung. Trước sự chứng kiến của khoảng 13.000 khán giả, hơn 1.800 vận động viên từ 78 quốc gia tranh tài ở 15 bộ môn thể thao tại Thế vận hội Olympic trẻ mùa đông lần này. Trong suốt thế vận hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc sẽ hợp tác với ban tổ chức Gangwon 2024 để đảm bảo các vận động viên từ tất cả các quốc gia và công chúng có thể tận hưởng sự kiện một cách an toàn và thoải mái. Các nhà tổ chức kỳ vọng Gangwon 2024 là nơi tỏa sáng tinh thần thể thao, tình hữu nghị và văn hóa đại chúng Hàn Quốc.